cân bằng hoàn hảo. Manchester United 39 bàn thắng, 39 bàn thua. Đúng là mọi thứ nên như vậy. Vâng, nếu lấy sự cân bằng chính là tiêu chuẩn của thế giới, thì hẳn ngôi vị số 1 EPL nên thuộc về Manchester United. Họ là đội bóng duy nhất sở hữu hiệu số bằng 0. Một sự cân bằng hoàn hảo đến mức đáng thương. Hàng công của MU tệ, tính ra là họ ghi bàn thua cả đội xếp thứ 16 là Brentford nữa cơ. Còn hàng thủ của MU thì cũng bình thường với 39 bàn thua, khá cân bằng nếu so với vị trí của họ. Khoan đã, chúng ta phải lưu ý hai chữ bình thường này xem. Và nó thực sự là không bình thường. Nếu chúng ta xét đến chỉ số XGA, dịch nôm na là số bàn thua dự kiến, thì lẽ ra MU phải bị thủng lưới hơn 50 quả sau 28 trận đấu rồi. Vậy mà MU chỉ để lọt lưới thực tế có 39 quả. Có những trận MU để lọt lưới khá nhiều, điển hình như trận thắng 4-3 trước Wolverhampton, thua Bournemouth 0-3, thua Man City tổng 6 quả sau 2 lượt trận. Rất khó để chúng ta có thể đánh giá hàng thủ của Manchester United là dở hay là tốt, đặc biệt là từ thủ thành Andre Onana nữa. Bằng một cách nào đó thì từ chỗ là một trong những điểm đen hồi đầu mùa, Andre Onana hiện đã có 8 trận giữ sạch lưới và chỉ còn cách đúng một trận với danh hiệu găng tay vàng đang được giữ bởi thủ thành David Raya của Arsenal với 9 trận trắng lưới. Vậy nên nếu bằng cách nào đó mà Onana nhận giải găng tay vàng vào cuối mùa thì nó sẽ không khác gì một vụ nổ. Thường thì giải găng tay vàng có một điểm mù, đó là một thủ môn hạng khá đứng sau lưng một hàng hậu vệ thép của một đội bóng mạnh sẽ có lợi thế hơn các thủ môn còn lại. Nhưng nó là câu chuyện của các bên khác chứ chẳng phải Onana. Bởi lẽ thủ thành người Cameroon không có may mắn đến mức như vậy. Có thể nói hàng thủ của Manchester United một giải năm nay tương đối tan hoang. Không có một cặp trung vệ nào đủ ổn định và đáng tin cậy được cả. Lisandro Martinez chấn thương, So chấn thương, Varane thì lúc khỏe lúc không. MU đã dùng đến 24 bộ đôi trung vệ khác nhau ở hàng phòng ngự mùa này. Kể từ trận gặp Manchester City, sự kết hợp giữa Dalot, Varane, Even và Lindelof chính là lần đầu tiên họ đá chính cùng nhau. Bản thân Andre Onana cũng là thủ thành cứu thua nhiều thứ ba giải đấu với 104 pha bóng. Thường thì thủ môn đứng đầu thông số cứu thua không phải là một tín hiệu tốt. Hãy nhìn vào số thống kê này xem. 10 thủ môn top cứu thua ở EPL mùa giải hiện tại, có ai chơi cho một đội bóng top 6 EPL hay không? Câu trả lời là không. Bởi lẽ là một đội mạnh, bạn cần phải bảo vệ khung thành của mình từ khi những mối nguy hiểm còn ở trong trứng nước. Hàng thủ của Manchester United nói thật là tốt đấy. Nếu so với chất lượng nhân sự hiện tại và cả thứ chiến thuật mà ông Erik ten Hag đang áp dụng, hàng thủ của MU luôn bị đặt vào tình trạng báo động. Vậy mà họ chỉ để thủng lưới có 39 bàn, đó là một kỳ tích. Riêng với Onana, nếu không dành lời khen cho anh thì sẽ là một thiếu sót. Đúng là Onana đã chơi rất tệ trong giai đoạn đầu của mùa giải. Anh từng mắc sai lầm trong trận gặp Galatasaray, chùm đầu xuống khi biến Manchester United bị loại. Sau đó, thủ thành người Cameroon còn bị cả những đồng đội của mình ném cho những ánh mắt không mấy thiện cảm. Đầu mùa Onana đã mắng Harry Maguire té tát trong một trận giao hữu giả sào, thì đến giữa mùa, anh cũng đã nhận một quả báo khi bị một cầu thủ trẻ ở MU từng mỉa mai thẳng rằng: "Này, anh không biết cách cứu bóng dù chỉ là một quả à?" Sau khi chứng kiến Onana có màn thể hiện rất tệ trong một buổi tập. Nhưng cũng như David De Gea thuở ban đầu mới đến MU, Onana đã đứng dậy. Onana đã mắc sai lầm, nhưng anh cũng có sự tin tưởng từ Ten Hag và anh cũng có sự tự tin cho bản thân mình. Onana vẫn được ra sân hàng tuần bất chấp những người hâm mộ cứ kêu gào Antey Bayindia phải được ra sân. Thế nhưng Onana vẫn dần chứng minh bản thân sau khoảng thời gian làm quen với bóng đá Anh, một quãng thời gian áp lực lớn, giàu tốc độ hơn. Để rồi giờ đây, Onana đã có thể tự tin phát biểu sau trận hôm qua rằng: "Có nhiều điểm nữa sẽ đến, nhiều hơn nữa. Tôi đã mất 7 tháng để cảm thấy thoải mái ở Manchester. Vì vậy trước hết thì tôi rất vui vì sự ủng hộ của mọi người, vì đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Thời gian đầu khi đến đây tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ, đồng đội và câu lạc bộ. Bây giờ tôi đã ổn hơn và cảm thấy rất hạnh phúc. Bạn sẽ thấy nhiều điều hơn từ tôi. Hãy tin tôi. Hy vọng trong những năm tới chúng tôi sẽ chiến đấu vì những mục tiêu lớn lao. Hy vọng chúng tôi sẽ lọt vào top 4 mùa này, vì điều quan trọng là phải có vé tham dự Champions League." Nói về hàng công của Manchester United, đáng vui thì đứt dây đàn chính là cụm từ chính xác để mô tả về hàng công của nơi đỏ thành Manchester. Theo thống kê từ trang Understat, thì các đội trong top 6 đều sở hữu những cầu thủ có thể ghi được ít nhất 10 bàn trở lên trong đội hình. Nếu mà chia đều nhiệm vụ ghi bàn thì phải được như Arsenal, Saka 13, còn những cầu thủ còn lại đều nổ bàn rất đều. Đa dạng hơn như Liverpool có Salah, Nunes đều trên 10 bàn. Man City cũng có Foden và Haaland trên 10 bàn. Aston Villa có Ollie Watkins tận 16 bàn. Đến cả Tottenham cũng có bộ đôi Son Heung-min với 13 bàn và Richarlison 10 bàn. Riêng chỉ có mỗi Manchester United là một mình một cõi. Rashford 7 bàn, McTominay 7 bàn, Højlund 7 bàn là ba cá nhân ghi nhiều bàn nhất cho MU. Con số này còn thua người ghi bàn nhiều thứ hai và thứ ba, thậm chí là thứ tư ở vài đội. Có thể nói sáng sủa nhất ở Manchester United hiện tại là Rasmus Højlund,
Thế nhưng chấn thương đã khiến cho chuỗi ghi bàn của tiền đạo trẻ người Na Uy phải dừng lại. Ngay trước trận đấu với Manchester United gặp Everton, một fan của Arsenal đã chỉ ra một thống kê vừa kỳ cục vừa buồn cười, rằng hiệu số của Arsenal trước vòng này là 45, hiệu số này thậm chí còn cao hơn số điểm 44 của Manchester United cả mùa giải năm nay. Trong khi từ vòng 20 đến vòng 27, Arsenal đã ghi được 31 bàn thắng chỉ vỏn vẹn trong có 7 trận đấu, thì Manchester United chỉ ghi được 37 bàn thắng cả mùa giải. Hàng công của Manchester United là một trò cười. Nhiều khán giả phải chua chát thốt lên như vậy. Đến nỗi tài khoản United Trade, chuyên đăng tin về Manchester United, đã phải nhờ Arsenal sử dụng hộ Anthony của mình. Này ông bạn Arsenal, nghe nói ông bạn vừa mở xích cho Kai Havertz tỏa sáng phải không? Vừa may tôi cũng phải có đến mấy cầu thủ cần được ông khai sáng đây này. Nhưng Anthony không phải là cái tên duy nhất cần được khai sáng, mà người cần làm điều đó gấp rút hơn là Marcus Rashford. Trong mùa giải năm nay thì Rashford mới có được 7 bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford, 2 trong số đó đến từ những quả penalty. Anh cũng có 2 lần đưa bóng dội cột xà và quan trọng nhất là bỏ lỡ đến 7 cơ hội 10-10. Là một phép so sánh với Kai Havertz, bản hợp đồng được xem là bom xịt của pháo thủ hồi đầu mùa. Bàn thắng lẫn kiến tạo thì Kai đều nhỉnh hơn. Quan trọng hơn hết, nếu chúng ta tính về số pha dứt điểm thì Rashford lại hơn hẳn. Rashford có gần 60 pha dứt điểm, trong khi con số này của Kai Havertz chỉ là 40. Tóm lại, Rashford dứt điểm hơn gấp rưỡi Kai Havertz, nhưng hiệu quả lại kém hơn. Một điểm đáng chú ý nữa là Kai Havertz trong mùa này, anh thường xuyên phải chơi vị trí tiền vệ công lệch trái, chứ chẳng phải là tiền đạo. Nhiệm vụ của Kai thiên về hỗ trợ đồng đội, hơn là đóng vai trò như một chân sút dứt điểm chính của toàn đội. Có thể nói hàng công của Manchester United thể hiện một bộ mặt kém cỏi như vậy, một phần tội không nhỏ thuộc về tiền đạo người Anh này. Từ một cầu thủ ấm đến 3 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng ở mùa giải năm ngoái, tháng 9 2022, tháng 1 và tháng 2 năm 2023, đến một người chơi vật vờ mùa giải này, Rashford phải nhận một phần trách nhiệm. Đến cả Wayne Rooney, huyền thoại của Quỷ Đỏ, người thường thông cảm với tình cảnh của các cầu thủ của đội bóng cũ, cũng không thể làm điều tương tự với Rashford. Phóng viên đã hỏi rằng, Rooney này, ông có sự thông cảm gì cho tình trạng của Marcus Rashford không? Rooney thẳng thắn rằng, không nhiều đâu, tôi phải thành thực là như vậy. Việc cậu ta chơi cho MU đã là một đặc quyền rồi. Đoạn này thì Rooney ám chỉ Rashford nên cố gắng để xứng đáng với đẳng cấp của Man United. Thôi thì mỉa mai Rashford mãi cũng không phải là một ý hay, bởi lẽ Rashford dù gì cũng là chân dứt điểm chính của MU. 7 bàn thắng, 2 đường kiến tạo và đang là top 1 ghi bàn đội chủ sân Old Trafford. Tối qua thì Rashford cũng đã ghi bàn đấy thôi. Garnacho mang về quả penalty và Rashford thực hiện thành công. Rashford ăn mừng, dĩ nhiên rồi. Anh dang rộng cánh tay ra với các cổ động viên. Cơ mà khoan đã, đây đâu phải là cách ăn mừng của Rashford đâu. Trang Chôn Football đã chốt một dòng cáp thế này. Rashford lâu quá không ăn mừng nên quên mất cách ăn mừng bàn thắng ra sao. Đến nỗi Diogo Dalot phải chạy ra phía sau, dùng một ngón tay phải chỉ vào đầu của Rashi để nhắc tuồng về cách ăn mừng. Nhiều người đã chua chát rằng, thôi thì Rashford vẫn cứ nên dùng chân thôi, xui thì ra ngoài. Còn may thì thành siêu phẩm như bàn trước Man City cuối tuần qua. Chứ nếu để anh dùng não để tấn công thì xem ra Man United còn khổ. Một hàng thủ đáng ngưỡng mộ cộng với một hàng công hơi cồn nhưng thỉnh thoảng vẫn biết tỏa sáng. Tệ thật, đây không phải là mùa giải đầu tiên mà MU kết thúc với hiệu số lèo tèo như vậy. Nếu không có gì thay đổi thì sự hoàn hảo này xứng đáng nhận danh hiệu thùng rác vàng. Vàng đấy, nhưng chỉ là thùng rác thôi.